OK, xin chào mọi người. Tôi là Tùng, CEO tại Propay ha. Thì bây giờ trong video này mình quay trở lại để hướng dẫn cho mọi người cách kết nối cái form contact form 7 này ha. Contact form 7 mà mình để nói ở video trước là kết nối contact form 7 này đến với cái Google Sheet trên Google Drive để khi mà khách hàng điền thông tin vào cái form này ha, điền thông tin vào cái form này thì cái thông tin nó sẽ chuyển về Google Sheet để cho mình dễ quản lý hơn hơn. Ví dụ như trong trường hợp mà chỉ có tầm 10 khách hàng đổ lại thì gửi qua email cũng được, nhưng mà trường hợp mà có tới hàng ngàn, hàng triệu khách hàng thì sao ha? Thì lúc đó mình sẽ chuyển về trên Google Sheet, mình sẽ dễ quản lý, dễ chắt lọc hơn. OK. Thì để mà kết nối được Google Sheet thì chúng ta sẽ vào lại cái trang quản trị của website này, website trong Dropbay. Sau đó là chúng ta sẽ vào plugin và kích hoạt cái plugin CF7 Google Sheet Connector ha, cái này nha. Rồi, kích hoạt. OK, kích hoạt xong á thì bây giờ mình sẽ đi tiếp tới hai bước. Là bước đầu tiên mình sẽ kết nối trước này. Khi mà kết nối mình giải đường đi ra xong á ha, mình kết nối đường đi cho con contact form 7 đến cái Google Sheet xong, sau đó mình mới cấu hình con đường chính xác để cho khách dẫn lối khách hàng chuyển cái thông tin của khách hàng về cái Google Sheet mà mình chỉ định ha. Rồi OK, bây giờ mình sẽ click vào form liên hệ này, chọn Google Sheet. Rồi ở đây thì mình click vào get code ha, click vào get code. Rồi chọn cái email mà cần kết nối, email mà mình cần tạo một cái file Google Sheet, sau đó là chuyển khách hàng về đó ha. Rồi ở đây thì mình tích hết nha, tích hết bốn cái luôn. Rồi chọn tiếp tục. Rồi sau đó thì mình sẽ có cái dòng này ha, cái dòng code này mình chỉ cần click vào đây, copy này. Rồi mình chuyển về Google Sheet, mình dán ở đây. Rồi lưu lại, nó hiện ra cái dòng xanh xanh này là đã kết nối thành công ha. Rồi bây giờ mình sẽ vào lại cái form liên hệ này, chọn danh sách form đó. Thì tại đây mình chọn cái form liên hệ mình đã tạo trước đó và đã đưa lên trên website ha, đã đưa lên website rồi, thay thế cái form mặc định rồi đó. Rồi ở đây mình sẽ xuất hiện thêm một cái tab nữa, đó là Google Sheet ha, kết vào Google Sheet này rồi ha. Rồi bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu đi kết nối cái form contact form 7 này đến cái Google Sheet mà mình tạo ha. Bây giờ trước khi kết nối thì mình tạo cái file Google Sheet trước này. Chúng ta vào trong cái drive.google.com này ha. Đó, rồi đăng nhập vào cái email mà mình vừa kết nối trên cái contact form 7 á, vừa kết nối xong á ha. Rồi, click vào mới, chọn Google trang tính. Rồi ở đây mình đặt tên tên Google Sheet là khách hàng đi ha, khách hàng. Khách hàng này. Đó. Rồi, xong, trang tính thì mình để là, ví dụ như mình đang bán căn hộ thì mình để là căn hộ ha, căn hộ. Còn mình bán tắt nền thì mình có thể tạo ra một cái tab mới, mình đặt là đất nền ha. Để mình chuyển khách hàng đăng ký căn hộ thì chuyển về đây, mà đất nền sẽ chuyển về đây đó, kiểu vậy. Rồi căn hộ nha. Rồi sau đó thì mình sẽ có là những cái trường thông tin gì đó, do name, do email, mobile, do messenger ha. Thì trước khi mình chuyển những cái thông tin này vào á, thì cái cột đầu tiên của mình luôn luôn phải có, bắt buộc phải có, đó là cột đây ha, đây nha. Mình nhập đúng cái chữ của nó này, đó, nhập đúng cái chữ đây của nó này. Rồi sau đó mình sẽ chuyển qua đây, mình copy ha, mình sẽ đi copy này, vô name này ha, copy này, copy bỏ vào đây đó, copy theo thứ tự nha. Rồi do email ha. Rồi mobile do message. Rồi OK ha. Rồi xong rồi thì bây giờ mình bắt đầu đi đi kết nối ở trên này. Thì đây là gì? Google Sheet Name đúng không? Google Sheet Name có nghĩa là cái này này, mình đi copy thôi, copy khách hàng này bỏ vào đây ha. Rồi Google Sheet ID ha, ID có nghĩa là cái dòng này này, dòng mà sau cái D xiệt này cho tới kết thúc ha, là bắt đầu cái xiệt này ha, dòng này là được gọi là ID. Mình copy thôi, sao chép này qua đây, dán vô đó ha. Rồi Sheet Tab Name, Sheet Tab Name là cái này mình đang chuyển khách hàng về căn hộ này đúng không? Mình copy căn hộ bỏ vào đây. Rồi Tab ID, Tab ID là GID bằng này ha, không này ha, không là cái nghĩa là ID này, cái này là ID này. Còn nếu mình về đất nền sẽ là ID khác này ha, nó sẽ phân biệt ra, nó tách biệt ra được là
thông tin nào là thuộc đất nền chuyển về và thông tin nào thuộc căn hộ chuyển về thì dựa vào cái ID ha. Đó rồi mình copy không vào đây ha. Rồi xong hết thì mình chỉ cần lưu là thôi, lưu đó ha. Rồi lưu xong thì mình clear cache đi nha. Rồi rồi bây giờ mình sẽ ra ngồi mình test thử ha. Mình ra ngồi trang chủ này đó, mình ra trang chủ rồi mình kéo xuống cái form này mình test thử nha. Test thử rồi Tùng đó, mình nhập email cá nhân ha. Đấy. Rồi số điện thoại đó. Rồi yêu cầu khác có không? Không có thì thôi không điền, còn thôi mình cứ điền vô đi. Yêu cầu khác là tôi muốn tư vấn mua căn hộ ABC ha. Rồi tư vấn cho tôi, nó đang chạy này, nó đang chạy này không, đang chạy đó. Rồi xong ha, xin cảm ơn, không đã được gửi thành công. Rồi bây giờ mình chết lại này, đó ha, nó đã xuất hiện ra cái thông tin này đó, đây 1/9 Tùng ha. Rồi email ha, rồi số điện thoại, tôi muốn tư vấn căn hộ ABC ha. Rồi như vậy là mình để kết nối thành công qua cái tab căn hộ ha, chuyển thông tin tư vấn căn hộ về tab căn hộ. Còn mình muốn về thông tin về đất nền thì mình chỉ cần thay đổi lại cái ID là được nha. Nhưng mà nhớ là bên đất nền thì mình phải nhập lại những cái trường bên đây ha, nhập lại mấy cái trường này, nó cái form nó có cái gì thì nhập lại cái đấy, chứ không phải là nhập theo mình nha. Nhập theo mình thì nhiều khi nó sai á, bởi vì mỗi người sẽ có một cái cách đặt form khác nhau nha. Rồi ok. Rồi ok, cảm ơn mọi người đã theo dõi video này. Chúc mọi người thành công.